cảm xúc của chú rất vui mừng, sung sướng khi bé được bằng tốt nghiệp. Nhờ sự nỗ lực của thầy cô giáo trường Hoàng Hiệu Vĩnh Long đã đào tạo cho bé trong những năm qua. Cảm ơn thầy cô giáo đã dành thời gian gắn bó cho bé để dạy dỗ bé thành tài. Chú rất tin tưởng bên Đại học Kinh tế UH Vĩnh Long, bởi vì có thương hiệu lớn trên châu Á. Thứ nhất là phân hiệu Đại học Vĩnh Long gần nhà với bé. Thứ hai là đi thì chi phí giảm được cho bé tiền học phí. Rất là vui mừng tổ chức một cái lễ rất là trang nghiêm, hoành tráng. Nhìn những cái quan cảnh xung quanh đó là một nơi là đáng là đào tạo tin cậy. Phân hiệu UEH Vĩnh Long mà tuy là mới thành lập gần 4 năm nhưng mà đây là tôi nhận thấy là một cái môi trường đào tạo nơi đáng tin cậy. Kêu gọi quý phụ huynh hãy tin tưởng để con vào đây đào tạo. Đây là một cái địa chỉ rất là tin cậy, là môi trường đào tạo cho sinh viên học sinh rất là tốt. Thì em tên là Hán Nghĩa Tiên, là tâm cửa nhân của ngành kinh tế kinh doanh nông nghiệp. Xin chào mọi người, em là Lê Xuân Quỳnh, khóa 46, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp của phân hiệu Vĩnh Long. Em tên là Nguyễn Quốc Cương, khóa 46, kế toán doanh nghiệp đến từ UH phân hiệu Vĩnh Long. Dạ, em tên là Nguyễn Nhi, sinh viên khóa 46 ngành thương mại điện tử của Đại học Kinh tế Chí Minh phân hiệu Vĩnh Long. Và hôm nay thật sự thì đứng ở đây ở hội trường em một nhận mình tốt nghiệp thì em cảm thấy rất là bồi hồi, xúc động. Em cảm thấy rất là vui và rất là nhiều cảm xúc xen lẫn, bởi vì hôm nay em đã chính thức được nhận bằng tốt nghiệp sau một quá trình cố gắng. Em đến đây dự lễ tốt nghiệp thì cảm xúc em rất là khó tả, xúc động, bồi hồi, cảm thấy vui, khó có thể diễn tả được trong lúc này. Em rất là vui tự hào khi trở thành một tân sinh viên của UH và đặc biệt là sinh viên khóa đầu tiên của Đại học Kinh tế Chí Minh phân hiệu Vĩnh Long tốt nghiệp. Thì thật ra 3 năm rưỡi đó em trôi qua học rất là nhanh và nó cũng có rất là nhiều cái trải nghiệm đáng nhớ, từ những cái mùa thi áp lực cho đến những cái hoạt động sôi nổi từ nhà trường. Em thật sự biết ơn tất cả từ thầy cô đến mái trường đến cả gia đình. Trong quá trình học tại phân hiệu thì em cảm thấy rất là ấn tượng với môi trường học tập năng động và tích cực ở đây ạ. Cuộc hành trình mà em nhớ nhất khi mà theo học tại phân hiệu đó chính là hoạt động văn nghệ. Để nói về thầy cô viên chức mà ở UH Vĩnh Long mà em quý nhất thì em không thể nói ra được. Tại vì những thầy cô đã cho em nhiều kiến thức, nhiều tri thức, không những giá trị về văn hóa mà còn giá trị về cuộc sống. Vì thế em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý thầy cô đã luôn quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ em trong suốt thời gian qua. Lựa chọn UH phân hiệu Vĩnh Long cũng là bước đầu cho thấy là em sẽ lựa chọn trường Vĩnh Long làm nơi khởi nghiệp và xây dựng cái sự nghiệp sau này lâu dài của em ạ. Và về vấn đề dự định làm ở đồng bằng sông Cửu Long thì thật ra em đã cân nhắc cái vấn đề này rất là nhiều. Thì em đã quyết định thử sức mình, mặc dù không đúng với cái chuyên ngành em học, nhưng mà nhờ sự hỗ trợ từ quý thầy cô. Và cảm ơn quý thầy cô đã tạo điều kiện và tin tưởng em để hôm nay sau 3 năm rưỡi đây em có thể mạnh dạn giới thiệu với các bạn sinh viên lợi thế khi mà học ở UH phân hiệu Cửu Long. Đó chính là một thương hiệu, một bằng cấp và một chất lượng.